50 ký chứ. À con. Con gì vậy? Con gì vậy? Con cá gì vậy? Cá chép. Cá chép hả? Cá chép. Một cô Bát Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video báo đăng ở bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu. Thì hiện tại mình đang đứng ở vị trí bãi Đồi Nhái và đang đứng ở dưới hàng đăng luôn. Đăng này là thuộc vị trí đăng số 1, đăng gần bờ luôn. Thì khách của mình hôm nay trải nghiệm bao đăng ở trong này. Thì mình sẽ vào trong đây, mình quay cho các bạn xem đăng này hôm nay khách của mình bắt được những con gì. Đây là hiện tại nước thì bây giờ ở ngoài tới khoảng giữa trên mắt cá một chút xíu thôi. Còn trong đăng thì khách của mình đang trải nghiệm bắt cá ở trong đăng. Bây giờ là tầm khoảng cỡ 10 giờ rưỡi sáng. Hôm nay thủy triều nước rút vào buổi sáng. Vào trong đăng thì nước bây giờ tới giữa ống chân. Hôm nay nước rút không được cạn, do đó là để mình vào trong đây xem là mới cái mực nước rút không được cạn thì có bắt được nhiều cá hay không. Tại vì thường những ngày nhiều cá là những ngày nước rút cạn, khô luôn. Hello, xin chào cả nhà. Không có con cá, vào trong chuồng chưa? Kiểm tra trong trường coi. Thầy con nó bắt gì đây? Chú bắt bộ con là... Đây, chúng ta vào trong cái chuồng này xem là hôm nay có cá hay không. Xem các bạn có hên hay không. Không được con nào nữa thì... mất vui hả? Có cá nó được mấy con cá mòi vậy. Qua chuồng bên kia, mình còn hy vọng vào một cái chuồng bên kia nữa. Bên kia sẽ có một cái chuồng. Chuồng này chẳng có con đâu hết. Đúng rồi. Cũng được mấy con cá mòi, cá chích thôi. Đăng này, hai cái đăng gần bờ số 1 này thì cái xác suất của nó là 50-50 nha các bạn. Sẽ có nút ăn, nút thua, đăng này. Xác suất đăng này thì không có cao bằng mấy cái đăng xa bờ được. Đăng xa bờ thì cao hơn. Đi đường nào quá? Vào nơi nào đi nơi đó. Vào nơi kia. Lực lượng đông quá mà không có cá cho các bạn bắt thì cũng hơi buồn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi di chuyển qua bên kia. Bên này thì thấy không có cá rồi. Có khoảng có mấy con thôi. Mấy con cá mòi, cá chích. Đúng rồi, ốc gần hồn đấy. Có được con ghẹ kia kìa. Mấy con đó là về nằm gỏi nha. Cá chích, cá mòi đó. Xương thì khá là nhiều nhưng mà nằm gỏi ăn được. Đây, để mình kiểm tra trong này xem có con cá nào to. Màu nước thì khá là trong, trong là không có cá mấy. Qua mé bên kia coi. Đây, bây giờ mình sẽ đi qua bên chuồng mé bên này để mình xem bên này có nhiều cá hay không. Chứ bên kia thì được đúng khoảng cỡ chục con cá mòi. Chục con cá mòi thôi. Có cá mập hả? Đó là con cá măng. Qua bên kia rút chị. Qua bên kia rút. Qua bên kia rút cái đầu nó coi. Bảo không biết bắt cá rồi. Rồi, để chú vô nè. Chú vô, chú quay cho bắt cá to. Một con cá đù to. Cá đù khoảng ta. Cá đù hay cá cháo. Chuồng bên này thì có vẻ nhiều hơn một tí. Ôi trời, dưới chân. Bên sao cầm được? Đây, cầm ra đây, máy chụp hình đây nè. Đây, cái hai cầm đi, cầm đi chụp hình kìa. Chú chụp cho kìa. Các bạn đang lên sóng rồi đấy. Rồi. Nhớ cái lưới ở dưới này luôn.
còn nhiều lắm. À bên dưới còn. Mình thấy nó vẫn chạy dưới chân. Đồ đựng đâu? Cảm ơn em ơi. Đồ đựng hai con. Cũng có được mấy con to nè. Cá thì nó chết rồi mẹ ơi. Đấy, có nhiều. Thứ nhất ở dưới nên còn đúng không? Chú bắt đi, con nào chết thì chốc mình lựa xuống. Bỏ đi, đi đây là con đang nhảy đây. Chuồng bên này thì xem là dưới chân nó quá trời luôn. Đúng rồi, mấy con cá mòi hay cá gì chạy lộn xạ hết. Một cua bắt cá. Chú chui cả vào dép này các bạn. Một cua bắt ốc TV. Đây, cá đù nó chui hẳn vào chân. Tí nữa lựa ra cá đù nha. Cá đù á. Nè, xong rồi được chạy cái dục qua cái gì không? Xem đủ vốn chưa? Mình coi chừng nấu vốn đấy. Đó vậy thôi. Không phải có cá bắt cho nó đỡ buồn chứ. Đây, dưới này có mấy con cá to này. Có một đàn cá to này, con này cá to này. Cá đù sao này. Đó, đó, anh đù hành cái bờ vào con góc. Ok, đó, vô, chính xác. Vô, con cá đù to, đó. Thấy chưa? Đâu, 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 đi, đi. Cá đù á. Có con cá gì đây vậy? Cá đù á, cá đối, cá đối. Con to đó là cá đối đó. Đây, nó còn đầy dưới chân này. Dưới chân quá trời luôn. Nhiều lắm hả? Nè, nè, nè. Chuồng này nhiều hơn chuồng bên kia. Cho nên nó chui cả vào dép này. Từ từ đấy. Đúng rồi. Cứ nhấc lưới lên dồn nó vào góc. Đây này, đây này, quá trời đấy em ơi. Tốt. Đồ, cá đù. Hôm nay mình đang ngày gặp đàn cá đù. Đấy, cá đù to đấy. Ôi. Đây là vốn anh em ơi. Cá đù để lấy lại vốn coi. Nó quá trời nè. Lấy lại vốn được, mày bắt được cá chẽm. Có chẻm nó cá đù không à? Cá chẻm là nơi. Cá chẻm là nơi rồi. Hôm nay dồn. Đúng rồi. À, mình sẽ ra bớt để dồn hết vào một góc. Ra bớt đi. Hợp tất cả vào một góc. Đây. Quay cái này. À, được mớ cá đù các bạn. À, rất là đáng. Cá quá đù quá trời luôn. Cá đù rất là dễ bắt, do đó là mình chỉ cần nhấc lưới túm nhẹ cái nào cũng bắt được rồi. Vòng ngoài đây cũng nhiều cá thế à? Đấy, đạp chúng luôn. Nhiều lắm, cá đù trong này khá là nhiều. Vô đưa mấy vô xó. Đúng rồi. Ra bớt đi, mình vô lại là bắt được. Nhấc vệt đùa vào góc nha. Cá đây là không muốn đâu rồi. Đây đó là con. Con gì vậy? Con gì? Con cá gì vậy? Cá chép. Cá chép hả? Rồi. Chép. Ôi, ông ơi. Cá đù mày. Cá đù. Rồi. Cái chuồng bên này thì gặp đúng một đàn cá đù, bắt cứ nhấc hết lưới này là bắt được. Đúng rồi. Cá đù về mình không ăn thì làm khô cá đù. Vô vô luôn. Vô một cái đi. Mấy con cá đù trong đấy to đấy hả? Đấy, tưởng không có con gì đang buồn thối ruột đi. Cũng có được mấy con cá đù cho các bạn bắt. Đây, người đẹp vừa bé con mà vừa bắt được cá luôn. Vậy, xuống lại rồi. Lật ngược nó lại. Ê, cẩn thận nhá. Cá đuối cẩn thận. To không? Đóng mày ra đi. Đây, cá đù. Trong đấy là chắc nguyên một đàn nó nằm trong đó đúng không anh? Còn quá trời. Đúng rồi. Nó mưa hết hả? Trong chuồng vẫn còn, mình cứ bắt hết trong chuồng là cũng được khoảng mấy ký nữa đấy.
bắt đây. Đấy, cũng được khoảng cỡ 4-5 kg rồi đấy. Được không? 4-5 kg không bác? Cái đó, 4-5 kg cá đùa. Em đừng cá măng. Ừ, nó kêu đá ha, cọc 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 cọc. Không có con gì chứ. Ngoài con cá đù với cá rìa này. Đây là con cá rìa. Cá rìa này đâm đâm cá là nhất nha. Cá măng á. Còn đấy cá măng á. Cá măng á. Cá măng hơi đỏ đỏ đúng không? Cá măng nó dài người ấy. Nhưng chú mình trao được đây. Nhưng chú vậy đó hả? Cẩn thận thôi, nó lạnh đấy nha. Cho nó tắm rồi kìa. Đây để mình. Đây người lớn thì bắt cá, còn trẻ nhỏ thì tập bơi. Đấy, cũng đa rất là đa dạng khi đi trải nghiệm bao đăng. Đấy, cái cá thì con. Rồi, đưa nó này. Đây, ok. Đưa sang đây. Cá đuối cho anh em ơi, con trẻ kìa. Cá đuối nhỏ nó rất là khó nhìn. Do đó nước phải cạn thì mới nhìn thấy được con cá đuối đó. Gì nữa? Hết trong chuồng chưa anh? Gần hết rồi. Đấy. Còn mấy con á? Ồ, cứ nhấc nữa nên là cũng được mớ nhỉ. Thu hoạch nhiều nha. Hôm nay mình ăn sinh nhật cá đồ đồ. Đại tiệc cá đồ. Bay đi, 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 bay cá đuối cẩn thận nha, các bé đi là nó chưa có nhìn thấy nó được không? Đây này, nó đây. Nó đúng rồi. Nó chạy đó. Ê, cẩn thận nha. Ê ba, đây cái giờ cái. Tất cả đứng im, cá đuối này là nó nguy hiểm lắm. Đâu rồi. Con này là đuối nghệ, đuôi nó khá là dài. Đâu rồi. Nhà mình có băng dép không? Có. Có băng dép đúng không? Đâu rồi. Ừ, cẩn thận nha. Đạp trúng đuôi nó là nó quặt lên một phát là xong ấy. Ê, hình nó không? Đó, đây nè, cái đầu đó nè, đó nó đang chạy đây nè. Thấy chưa, bác thấy chưa, bác cứ nhẹ nhàng, bác xúc dưới cát. Nhẹ nhàng đưa lên thôi. Đấy nè, đó. Rồi, hai vợt ập rồi, đúng rồi, sát cát luôn, vô rồi. Vô. Vô tầm 7 mà lên luôn. Vô rồi, bà con ơi. Con này khoảng cỡ 7 nạng á hả? 7 nạng. Ok nha, các bạn bắt lại. Okay. Để chưa đưa mình bẻ gai cho. Bẻ gai nó giùm cái. Bẻ gai cho các bạn. Rồi, nhà mình tiếp tục trải nghiệm nhá. Mình quay cho mình lâu lâu tí xíu thôi. Ok, chào các bạn.